Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Clickbuy Channel. Ở thời điểm hiện tại thì iPhone 11 Pro đang là một trong những sự lựa chọn rất đáng mua. Vì sao á? Vì iPhone 12 sắp ra rồi, mức giá của iPhone 11 Pro chắc chắn sẽ giảm. Thế nên ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem tại sao chiếc iPhone 11 Pro này đáng mua. Nó có những cái gì phải đáng mua thì mới có thể mua được chứ, đúng không? Intro nào. Đầu tiên, iPhone 11 Pro là một trong những chiếc máy rất nhỏ gọn, sở hữu kích thước tổng thể giống như là chiếc iPhone 6, iPhone 6S. Thì như anh em có thể nhìn thấy, máy rất dễ dàng cầm nắm ở trên lòng bàn tay mình đây, không hề xảy ra hiện tượng giống như là nó quá to giống như là chiếc iPhone 10S Max, iPhone 11 Pro Max. Thế nên là máy cầm nắm rất thoải mái là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trọng lượng của máy cũng sẽ có một phần nào đấy nhẹ hơn so với chiếc iPhone 11 Pro Max. Nhìn chung thì nó cũng đỡ cái sức sát thương của mình, mà mình nằm mình xem đấy, nó đập vào mặt mình thì sao. Thế nên là đây sẽ là một trong những sự lựa chọn rất tốt. Tiếp theo ấy thì nói về chất liệu thiết kế, iPhone 11 Pro sẽ sở hữu kính cường lực Gorilla Glass và phần khung được hoàn thiện bằng chất liệu thép không gỉ. Nhìn chung ấy thì đây sẽ là một trong những chiếc máy rất bền bỉ, thế nên là trong quá trình sử dụng ấy thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về độ bền ở trên chiếc máy này. Còn nói về phần module camera thì ở thời điểm ra mắt ấy, rất nhiều anh em chê phần module camera ở trên chiếc máy này, đấy là nó thô, rồi là rất nhiều những cái meme giống như kiểu trà sữa chân châu các thứ. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta nhìn vào camera ở trên chiếc iPhone 11 Pro Max, nó không quá lồi giống như kiểu là chiếc Galaxy Note 20 Ultra ở trên tay mình đây. Thế nên là chúng ta hoàn toàn thể yên tâm về độ bền của camera ở trên chiếc máy này. Quay trở lại phía mặt trước, kiểu thiết kế màn hình tay thỏ nó cũng chả lạ chả quen gì nữa rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cách rất thoải mái, và chưa kể đến việc Apple là một trong những hãng tối ưu kiểu thiết kế màn hình tay thỏ này rất là tốt. Thế nên là trong một số ứng dụng ấy, chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng được cái màn hình tay thỏ này. Ví dụ như là chúng ta chơi game Liên Quân Mobile chẳng hạn thì chúng ta vẫn có thể tương tác được với màn hình rất là tốt, nhờ việc đấy là game đã được tối ưu tốt để cho chúng ta có thể chơi game được ở trên màn hình này. Nói qua đôi chút về kích thước đi thì iPhone 11 Pro sẽ trang bị một màn hình với kích thước đấy là 5.8 inch. Độ phân giải của máy sẽ là Full HD cộng. Tấm nền mà máy sử dụng ở đây sẽ là tấm nền OLED. Nhìn chung thì tấm nền OLED đến thời điểm hiện tại xử lý vẫn rất là tốt, và nó cũng đã fix được những cái lỗi mà nó tai hại giống như kiểu ở trên chiếc iPhone X của mình rồi. Thế nên là khi mà chúng ta lựa chọn chiếc máy này thì chúng ta sử dụng rất là yên tâm luôn. Và chưa kể đến việc là tấm nền OLED là một trong những tấm nền có khả năng hiển thị rất là tốt. Hiển thị màu đen sâu, độ tương phản cao. Cùng với đấy, đấy là với việc Apple tối ưu tốt ấy, thì chúng ta sẽ có được cái khả năng hiển thị trông rất là trung thực. Thế nên là chúng ta hoàn toàn thể sử dụng chiếc máy này để mà chỉnh ảnh các thứ một cách rất là thoải mái, không hề phải lo lắng một cái gì cả. Tiếp theo nói về camera đi, iPhone 11 Pro Max sẽ sở hữu 3 camera, bao gồm camera chính độ phân giải 12 megapixel, một camera đo độ sâu trường ảnh cũng 12 megapixel, và một camera góc siêu rộng cũng 12 megapixel luôn. Hôm trước mình có xem bài so sánh chiếc Galaxy Note 20 Ultra cùng với đấy là chiếc iPhone 11 Pro Max ấy, thì nhiều anh em đã comment chửi mình rằng tại sao mình lại nói rằng ba camera đặt kiểu này thì sẽ tương tác với máy tốt hơn. Thì nếu như mà anh em chưa biết ý, trong quá trình chúng ta quay phim hay trong quá trình chúng ta chụp ảnh ý, thì khi mà chúng ta chuyển sang các chế độ khác nhau giống như kiểu là chụp ảnh cơ bản này, chụp ảnh góc siêu rộng này, thì chúng ta sẽ có cái độ delay nhất định ở trên những chiếc smartphone, những chiếc flagship tới từ Android. Thì Apple đã fix được điều này bằng việc là để ba chiếc camera như này để cho chúng ta có thể chuyển đổi các góc quay một cách nhanh hơn, không hề xuất hiện hiện tượng bị delay. Còn nếu như mà để xét về chất ảnh, những bức ảnh ở trên các thiết bị iPhone từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy rồi, chúng ta không có quá nhiều cái để mà chúng ta chê. Và một trong những cái nâng cấp ở trên chiếc iPhone 11 Pro này đấy là chúng ta sẽ có khả năng chụp ảnh ở trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn. Chính vì vậy thế nên là chúng ta cũng sẽ cải thiện được đôi chút chất lượng trong quá trình đấy là chúng ta chụp ảnh ở trong điều kiện ban đêm này, chúng ta sẽ có nhiều bức ảnh nó deep hơn. Còn về camera selfie thì iPhone 11 Pro sẽ trang bị camera selfie với độ phân giải là 12 megapixel. Đây là một nâng cấp rất lớn so với chiếc iPhone 10S. Còn về chất ảnh thì ảnh selfie ở trên những chiếc iPhone từ trước đến nay cũng vẫn luôn là như vậy luôn. Chúng ta sẽ có khả năng chụp ảnh nhìn trông rất là trung thực, và chúng ta hoàn toàn thể sử dụng được với các ứng dụng bên thứ ba, hoặc là chúng ta có thể sửa ảnh thông qua những ứng dụng giống như kiểu là Snapseed này, rồi là vân vân và mây mây, mình cũng chả nhớ, mình toàn chỉnh ảnh bằng Snapseed thôi. Còn nếu như mà để xét về hiệu năng thì iPhone 11 Pro sẽ trang bị con chip là Apple A13 Bionic. Nhìn chung thì con chip này rất là mạnh, chúng ta hoàn toàn thể chơi game được thoải mái trong khoảng thời gian đấy là 1 đến 2 năm nữa cơ không. iPhone 8 Plus bây giờ vẫn còn chơi tốt, thế nên là chiếc máy này còn thể chơi được trong 3 năm nữa cơ. Chứ kể đến việc là chúng ta sẽ có 4GB RAM hỗ trợ đa nhiệm tốt hơn là cái thứ nhất. Và đến thời điểm hiện tại thì rất nhiều người cảm thấy rằng mình đang sử dụng gọi là gần giống như kiểu thừa hiệu năng khi mà sử dụng chiếc iPhone 11 Pro. Thế nên là anh em muốn mua một chiếc máy sử dụng về lâu về dài thì chắc chắn iPhone 11 Pro vẫn đáp ứng rất tốt. Tuy nhiên thì nãy giờ mình cũng khen nhiều rồi, đến lúc chê rồi nhá. Với việc chúng ta sẽ chỉ có dung lượng bộ nhớ khởi điểm là 64GB thôi, rất nhiều anh em cảm thấy đây là một điều không thể nào chấp nhận được. Đúng đấy, tại vì bây giờ ấy, chúng ta đã có rất nhiều sự phát triển bởi những cái tính năng giống như kiểu là quay phim 4K này. Mặc dù chúng ta cũng phải công nhận là lưu trữ đám mây cũng đang rất là nổi tiếng đi, rất là nổi bật, rất là quốc dân rồi. Nhưng mà Apple lại đánh giá cái công nghệ lưu trữ đám mây đấy với một mức giá cũng đâu đấy khoảng 50-60 nghìn một tháng đối với 200GB.
Thế nên là chúng ta việc gì phải gọi là tốn thêm tiền, mà chưa kể đến việc là chúng ta còn muốn lựa chọn thêm phiên bản 256GB ấy, chúng ta sẽ phải bỏ ra thêm một khoản tiền cũng rất lớn nữa. Thế nên 64GB bộ nhớ khởi điểm ở trên chiếc máy này sẽ là một trong những điểm trừ. Mà chưa kể đến việc ấy, nãy mình nói phần màn hình mình cũng quên mất. Với việc chúng ta sẽ chỉ có màn hình với tần số quét 60Hz mà thôi, thì đây sẽ là một trong những sự thua thiệt khá lớn so với những chiếc máy khác. Nhìn ở trong khoảng giá đấy thì ngay cả chiếc Realme X50 Pro hôm trước mình vừa mới mở hộp cho anh em, chúng ta cũng đã có màn hình với tần số quét lên tới đây là 90Hz rồi, đem đến chuyển cảnh mượt mà hơn. Thì đây sẽ là một trong những thiệt thòi khá là lớn ở trên chiếc iPhone 11 Pro. Cuối cùng, pin thì 3046mAh. Đây là một viên pin khá yếu. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ khá là khó sử dụng chiếc máy này trong khoảng thời gian một ngày với tần suất rất nhiều nha. Đâu đấy thì máy sẽ chỉ đáp ứng cho chúng ta được trong khoảng thời gian đó là 3/4 ngày mà thôi. Và việc mà chúng ta vẫn phải mang theo củ sạc dự phòng thì gần giống như cả là một điều gì đấy khá bắt buộc. Tuy nhiên thì để khắc phục cái trường hợp này thì Apple cũng đem đến cho chúng ta công nghệ sạc nhanh với công suất là 18W. Và một trong những điểm rất là vui mừng đó là nếu như anh em mua những chiếc máy giống như kiểu là full box các thứ thì chúng ta hoàn toàn thể được tặng kèm củ sạc ở trong hộp. Thế nên là anh em hoàn toàn thể yên tâm, nếu như anh em xác định sử dụng về lâu về dài, anh em hoàn toàn thể mua phiên bản mới để chúng ta có thể tiết kiệm được phần nào cái chi phí để đi mua củ với cáp sạc ngoài. Rồi, nhìn chung thì iPhone 11 Pro vẫn đang là một trong những topic rất đáng ngồi thời điểm hiện tại. Vì sao nó lại như vậy? Đầu tiên, thiết kế sang trọng, rất bền bỉ là cái thứ nhất. Cái thứ hai, màn hình trung thực đến thời điểm hiện tại vẫn sử dụng rất tốt. Camera xuất sắc luôn. Nếu như mà chúng ta sử dụng với các tác vụ quay phim các thứ thì đây hoàn toàn là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo ít nhất trong 1-2 năm nữa. Còn về hiệu năng vẫn rất mạnh mẽ, chúng ta hoàn toàn thể cân được mọi tựa game luôn. Pin thì hơi yếu một chút. Vậy thì anh em đánh giá sao về iPhone 11 Pro? Đừng quên để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như nhớ subscribe giúp chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.